của anh Lợi với chị Trang, anh chị là từ Long An ha. Và ủng hộ cho mình hỏi em rất là nhiều món siêu phẩm luôn. Hai sợi dây, một cái lắc và hai cái mũi nhẫn nữ. Đây lắc bản vảy cá rất là đẹp luôn. Cực kỳ sang với khách nhà, lắc này là 3 lượng 6, bản lớn. Bản này bản một phân hơn ha. Lắc máy cực kỳ sáng luôn. Và chị Trang lựa thêm là một sợi dây. Đây là mẫu dây sắm bướm. Mẫu dây sắm bướm đeo chung với mặt hộp trà, mặt hoa trà nha. Rất là sang đẹp luôn. Dây này á, là 1 lượng rưỡi, thêm cái mặt nữa là dây đỡ lượng 2 lượng. Và hai mẫu nhẫn, một mẫu nhẫn hoa tầm lưới nha. Và một nhẫn có khôi. Cực kỳ đẹp luôn. Đây là vàng công ty Pháp 1 không quý khách nha. Rất vàng mà đeo rất là sáng đẹp luôn. Rồi, em xin phép đeo cho chị Trang sợi dây nha. Cái này em để hợp thì chị Trang. Còn này anh Lộ lựa một sợi dây nha. Đây, đây là mẫu dây vỏ tiễn ống chạm rồng nha, vỏ tiễn nhận lưới. Anh đeo chung với mặt kia là đây, may mắn tài lộc nha. Quá đẹp luôn, sợi dây này của anh là 3 lượng. Chung với mặt kia là 1 lượng, thì giá sợi dây của anh là 4 lượng nha. Chị gái ông gắn vô ra ngoài chị nào. Cái này nữa. Em xin phép đeo cho anh nha. Chế độ vàng đổi bên em rất là dễ luôn. Mình đeo sau này mình muốn đổi mẫu là vàng đổi ngang là thành công thôi. Mấy bạn bán hàng chúng ta bỏ đồ vô cho khách cho thật sự nha. Khách thử bao nhiêu cũng được cho mình, có một cho khách các bạn. Tư vấn sản phẩm cho khách của mình luôn nha. Nó lớn, chị Liên, chị Kiều lớn. Chị giá bộ chị này của anh chị là 411 triệu ha. Rồi em để anh chị hóa đơn nha. Cảm ơn anh chị nhiều, cảm ơn chị đã ăn phát tài. Em xin kính chào khách mình nha, khi mình nấu à. Sáng nay là em đón lọc của vợ chồng chị Thoa. Đây anh lựa một mẫu dây, đây là mẫu dây hồng công ống kim tiền với chạm rồng nha. Mỗi cái ống này lỏng luôn ha, vừa kim tiền vừa kết rồng luôn. Trọng lượng sợi dây này của anh đây 3 lượng 1 46, trị giá là 129 triệu 600. Khóa đây là mẫu khóa hạt luôn nha, chiều dài là 6 tấc, mình có thể trồng gỗ. Đây vàng công ty 610. Anh lựa thêm hai mẫu nhẫn nam, đây là mẫu nhẫn nam chạm rồng 4 số ha, hai mẫu nhẫn nam chạm rồng luôn. Một mẫu là có chữ tài nè, mẫu là chạm rồng 5D. Mỗi nhẫn này là 1 lượng hơn. Đây rất là đẹp. Rồi, anh lựa cho chị sợi dây xoắn lá. Chị là một mẫu dây xoắn lá ha. Dây xoắn lá này là 5 chỉ, một cái lắc vảy cá và một bộ xi men nha. Tổng trị giá bộ này của anh chị là 347 triệu 300, quá đẹp luôn. Rồi em cảm ơn anh chị nhiều, chúc anh chị làm ăn phát tài phát lộc ạ. Dạ em xin kính chào khách tiệm vàng Kim Bình Thảo à. Tối nay em đón tiếp cô Liễu. Đây mới buộc em luôn, hôm nay qua ủng hộ em à. Hai cái lắc một cái nhẫn nha. Đây một mẫu lắc bằng rồng quá đẹp luôn. Phong lắc này là 3 lượng hơn quý khách nha. 3 thẻ rồng nha. Có khung cát ở thương hiệu đây. Cô Liễu còn lựa thêm một cái lắc phen lật giả đúc. Đây lắc này là 7.6. Bóng máy rất là sáng luôn. Hai bên là có kim tiền quý khách nè. Đây chạm kim tiền luôn. Và một mẫu nhẫn đã cưng chưa, cô đeo nhẫn bi nè, bi xi 2 màu ha, đem khoe luôn bộ xi men cô Liễu của em ha, phanh cứng bên em luôn á, mối buộc bên em luôn á, luôn ủng hộ tiệm vàng Kim Anh Thảo nè. Tổng trị giá bộ hôm nay cô ủng hộ bên em đó là 157 triệu 500 ha. Rồi cảm ơn cô nhiều, chúc cô sức khỏe nè, làm ăn phát tài phát lộc nha. Tiệm vàng Kim Anh Thảo à, tối nay là em đón lọc của chị Phượng này. Chị Phượng qua lộ một lắc hoa hoa mai nha, mẫu đúc luôn. Đây là vàng nữ trang 980, trọng lượng cái lắc này là 2 lượng 29 phân 4, trị giá là 146 triệu 700 quý khách nha. Cánh hoa rất là đẹp luôn. Cá ha, chị lựa thêm một cái lắc kim tiền hoa vàng 610 nha. Lắc này là 8 triệu 6 và một mẫu nhẫn kim tiền. Đây quá đẹp luôn á, em xin phép đeo cho chị Phượng nha. Lắc này chị Phượng đeo tay nào ạ? Tổng trị giá bộ này của chị Phượng là 213 triệu ha. Rồi cảm ơn chị đẹp nhiều. Em gửi hóa đơn nha, cảm ơn chị nha.
luôn chị. Dạ em xin kính chào tất cả các bạn đảo. Sáng nay là em đón gặp cô chị Oanh. Thầy chị Oanh ủng hộ em rất là nhiều món trang sức nha. Mỗi dòng bản kết bi tròn, quá đẹp luôn. Trọng lượng dòng này là này. Một lượng 3/2. Khá đây là mẫu khóa hợp luôn nha, đeo rất là chắc luôn. Đây là mẫu khóa hợp. Đó, quá trời cưng luôn. Một bộ con công. Con công này chị lấy xếp bộ là có gồm có dòng nha. Công kết tắm. Đây công cắm xè xuống dòng phía mặt. Cây chiền mà quá đẹp quý khách nè. Cực kỳ sang luôn á. Dòng này là 7/6. Thêm cái mặt này là 5/5 nữa. Và một sợi dây ha. Chú anh có đeo nào không? Để họ hết à. Mua gì đam mê nè, mua về ngắm vàng thôi. Một sợi dây mỏ neo nha. Rồi tổng trị giá bộ này của chú anh là 2,5 lượng, 8/5, trị giá là 112 triệu ha. Rồi em gửi cho anh hóa đơn. Cảm ơn chú anh nhiều nha. Chúc mừng các chị em mình ở tối nay là em nói tiếp chị Ngân. Chị Ngân qua lựa một sợi dây nha. Đây là mẫu dây sống tương. Đó đẹp luôn, nói chung với cái mặt thương hiệu kia. Tiêu và ghép luôn ha. Trọng lượng sợi dây này là 1 lượng 4/1, theo cái mặt là 2/8 nữa. Tổng trị giá sợi dây này của chị là 55.600.000. Đây rất là đẹp luôn. Dây móc máy cực kỳ sáng ha. Dây này em về đủ trọng lượng luôn á. Anh Mạnh ơi, chị đã đóng vào anh Mạnh ơi. Nói chị sang chị ơi. Rồi em gửi chị hóa đơn nha. Cảm ơn chị Ngân nhiều. Em xin kính chào các chị nhà Kim Anh Thảo à. Tối nay là em đón gặp với chị Hoa. Tối nay chị qua lựa một mẫu lắp đúc nha. Lắp là khoan lật ghép đôi nha. Đen trơn. Trọng lượng là cái lắp này là 1 lượng 7/4. Trị giá là 48.730.000. Đây thêm một mẫu nhẫn nam nữa. Đây là mẫu nhẫn nam hộp trà ha. Hai bên tay là chạm bằng đồng. Phom nhẫn này là 3/3. Đây rất là đẹp luôn. Hộp trà oval ha. Tổng bộ này của chị Hoa là 63.400.000. Rồi em để học cho chị nha. Cảm ơn chị nhiều. Dạ em xin kính chào các chị nhà Kim Anh Thảo à. Sáng nay là em đón lọc của cô Hồng. Đây cô lựa một sợi dây bi nha. Móc máy rất là sáng luôn. Đây là mẫu dây bi có tăng đơ luôn. Mình kết ngắn dài đều được ha. Trọng lượng dây này là 3/1. Một đôi bông bật dạng hoa nha. Đá tô ba đen. Một cái nhẫn hộp trà Pháp. Một mẫu nhẫn kim tiền nha, nhẫn bản kim tiền đá cẩm thạch màu trắng rất là đẹp luôn. Đó, đây là bộ dòng 18 của cô nha. Quá sang luôn á. Rồi. Hôm nay cô lựa thêm một cái dòng là một cái nhẫn 24. Dòng đây, dòng chạm hoa nha, và một cái mẫu nhẫn hoa 5D. Tổng bộ này của cô là 60 triệu quý khách ha. Quá đẹp luôn. Cực kỳ sang luôn. Rồi cái thầy con để hợp cho cô học nha. Cảm ơn cô học nhiều ạ. Chiều nay là em đón tiếp chị Hoa. Chị qua lựa một bộ trang sức vàng nửa trang 980 ha. Một sợi dây con heo vàng. Quá trời đẹp luôn. Đây sợi dây heo vàng nha. Chụp hình đúng không anh ạ? Rồi một sợi dây heo vàng ha. Một đôi bông tai. Bông tai đây là mẫu toàn tiên hoa mai nha. Quá trời đẹp luôn á. Và một mẫu nhẫn hoa mai. Rồi là lựa thêm một cái kiềng. Đây là mẫu kiềng chạm long phụng nha. Mẫu kiềng dệt chạm long phụng. Kiền đây mình đeo chung với dòng luôn. Tổng trị giá bộ này cũng bằng là 8 chỉ hơn ha. Trị giá là 55.880.000. Rồi cái này em để hộp nha. Cảm ơn chị Hoa nhiều. Rồi em gửi hết đây. Em xin kính chào các chị nha Kim Anh Thảo à. Chiều nay là em đón tiếp chị Dung. Chị Dung qua lựa một bộ vàng Italy 750 ha. Dây sắn lái với mặt vuông quá thì xinh luôn á. Sang trọng cực kỳ. Cái mẫu nhẫn này là dạng hộp cao tầng ha. Hơi vuông nặng đeo chung với dây. Một đôi bông, đây là mẫu bông thương hiệu ha, mẫu bông thương hiệu toàn đen, viền tròn nha, và một mẫu nhẫn nam, đây là vàng công ty 610 triệu Phước, hai bên đây là kim tiền luôn. Tổng trị giá bộ này của chị Dung là 80 triệu, chị đeo luôn không chị đẹp? Đeo luôn nha, không đeo để hợp. Rồi em gửi hóa đơn, mình giữ kỹ hóa đơn giùm em nha. Cảm ơn cô bạn công 18, cảm ơn chị.